chuối qua trên luôn, mình thấy được máy bay. Zone J, Bamboo Airlines. Có cái bảng này để mình nhìn nó biết cái cổng nào để cân đồ. Bữa nay đi thấy được người Việt Nam quá trời luôn. Chuyến đi ra Hà Nội, thấy người Tây cũng đi vào Việt Nam đi du lịch Hà Nội rất là đông. Người Tây thì họ đi rất là gọn, người Việt của mình đi đồ quá trời ha. Bây giờ là chuẩn bị cân đồ. Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay thì sẵn dịp em đi ra phi trường đưa người nhà đi Việt Nam. Em ấy đi du lịch ở Hà Nội và sau đó trở lại Sài Gòn. Lần đầu tiên để cho em ấy đi Việt Nam một mình cả nhà. Gia đình em chỉ có ý định không có cho em ấy đi một mình vì cả 10 năm em ấy chưa có đi Việt Nam. Lúc trước đi thì đi hết cả gia đình và em ấy còn nhỏ lắm. Vì em ấy sinh ra ở đây và tiếng Việt cũng không có biết nhiều nữa. Và lần đầu đi Hà Nội một mình nữa. Và đi một cái nơi nó lạ đó, nên rất là lo luôn. Nhưng em ấy nói những người mà Anh Quốc ở đây thì họ cũng không có biết cái gì về Hà Nội, Việt Nam nhiều. Nhưng họ đi thì thấy cũng ok. Với ở đây mình đặt khách sạn và có người dẫn mình đi tham quan nên cũng an tâm. Mấy tháng nay em ấy học tiếng Việt online, các bạn cô giáo ở Việt Nam dạy và cũng nói được ít. Tiếng thì không rành, em ấy cũng không có biết gì về Việt Nam đường xá đó, nên cả nhà cũng lo. Em ấy đi máy bay thì cũng thường xuyên lắm vì đi công tác nhiều nước. Với lại em ấy cũng được nghỉ 2 tuần mấy để chuẩn bị qua cái văn phòng mới nên tranh thủ đi Việt Nam chơi và trở về làm việc thì không có thời gian là để mình đi chơi nữa đó. Nên em ấy chọn đi Việt Nam. Bữa nay thấy là cũng đông đúc quá trời các bạn. Đây là cái chuyến bay để đi đến Hà Nội nè. Em thấy thì người Tây họ đi du lịch ở Hà Nội cũng rất là nhiều luôn. Người Tây ở đây họ đi du lịch rất là gọn, có một cái túi ngoài phía sau là xong rồi đó. Còn người Việt của mình đi rất là nhiều đồ. Và em thấy có nhiều người họ cân và dư ký rồi trùm lum luôn. Nếu mà mình dư ký có người nhà đó thì mình sẽ đem đi về, còn không có mình phải đóng tiền họ mới cho mình mang theo luôn. Các bạn thấy người Tây đi cũng rất là nhiều ha. Bây giờ đứng đây xếp hàng để mình check in cân đồ đồ các bạn. Có mấy cô chú bác này đứng đây rất là lâu luôn bởi vì đồ nhiều quá các bạn. Đứng ngoài mà không biết sao là chưa có cân được nữa. Từ nãy giờ đứng lâu lắm luôn á. Thường thì người ta cho mình bao nhiêu ký là mình phải chuẩn bị bao nhiêu ký, chứ đừng có cho dư ra tới đây rồi dư đồ quá cân rồi lấy ra lấy vô mất cái thời gian lắm cả nhà. Phía bên đó đó là các cô chú bác đó là người Việt Nam cả nhà đứng quá trời lâu. Em không biết sao cũng chưa có cân đồ được nữa cả nhà ơi. Ai cũng đều họ cân là họ đi hết rồi đó, mà các cô chú bác này không biết lý do gì mà chưa cân đo được nữa. Ở phía ngoài á, người ta có cho mình cái cân để mình cân trước tiên, coi bao nhiêu là mình mới đi vào đây á, mình cân luôn. Và đến được em ấy của mình đến để check in và cân đồ nè cả nhà. Em ấy đi thì có hai cái vali đủ ký là mình cân luôn, khỏi cần phải kéo tay. Mình được kéo tay cái vali nhỏ cho 7 kg, nhưng mà đủ ký thì cân đi luôn, không có cần phải kéo. Em thấy người Việt Nam của mình đi lúc nào thì cũng nhiều đồ hơn những người khác ha. Gửi đồ đi xong rồi còn phải kéo cái vali đi theo cùng nữa. Những người làm ở trong đây họ vui vẻ lắm các bạn, thân thiện, và họ thấy là hello, và họ rất là vui, cho mình cũng có thấy là thoải mái nữa. Em ấy đi khỏe lắm, không có quải cái gì theo đi cùng á. Có hai cái vali là cần đi hết đó các bạn. Mua cái vé thì được 40 kg. Cũng tùy theo mình mua vé nữa. Có vé là có 20 kg và 30 kg, còn cái này vé là 40 kg. Ra tới đây rồi thì em cũng quay vòng vòng một ít cuộc hành trình của em ấy của em đi Việt Nam cho cả nhà mình cùng xem để biết cái phi trường ngoài đây luôn. Đã check in và cân đồ được xong rồi đó cả nhà. Bây giờ thì đi kiếm cái cổng để đi vào bên trong. Bạn ấy đợi chờ lên máy bay. Tới đây mình sẽ soạn đồ, coi cái nào họ cho mình xách tay đi cùng với mình được á. Nó họ để tấm bảng cho mình thấy là cái gì mình xách theo cùng với mình được á các bạn. Mình phải để vô cái bịch mà nó trong veo á, để họ dễ gà qua họ dễ thấy. Bị mấy cái đồ á, vô bịch đồ xong á là đi đến kiếm cái cổng để vào bên trong và chờ đợi để lên máy bay. Bữa nay mọi người đi du lịch quá trời luôn các bạn ơi. Sắp mùa hè rồi nè, họ đi chơi đông ha. Ra tới đây rồi em cũng quay một ít hành trình của em ấy đi Việt Nam á, để sau này làm kỷ niệm. Lớn vậy á cả nhà, chứ mà đi đâu á là gia đình rất là lo luôn. Út cưng vẫn còn đang đi ở trường đại học á, chứ đi mùa hè thì hai chị em đi cùng thì vui rồi, bây giờ đi có một mình là hơi buồn ha. Mà tại vì có giờ nghỉ thì phải đi, chứ đi làm rồi thì đâu có phải muốn đi giờ nào cũng được đâu. Nơi đây người ta có để thùng tiền này cho mọi người đi du lịch đó, thì ai có muốn bỏ vào trong đây bao nhiêu thì bỏ. Các bạn nhìn vào nè, thấy đủ thứ loại tiền ha. Có nhiều cái chỗ cân đồ chuyến bay khác nhau á. Hồi nãy mình cân đồ là chuyến bay đó đi về Hà Nội á. Còn những người mà đi về Sài Gòn á thì cân chỗ khác nữa. Mình đi ra phi trường á, nhìn người ta đi du lịch thấy nôn nao quá ha cả nhà. Ở đây á, mà mình chưa có gia đình ha, hoặc là con cái lớn rồi á, đi du lịch thì lúc nào cũng được ha. Chứ trong thời gian mà con nhỏ đó thì đi du lịch rất là khó luôn. Muốn đi á, thì phải đợi mùa hè, bởi vì ở đây con còn nhỏ, sáng mình phải cho đi học nè, rồi đi rước về, rồi lo ăn lo uống các thứ nữa. Nếu mà ở đây mình có cha mẹ lo phụ thì cũng đỡ, nhưng mà mình con nhỏ mình đâu có bỏ để mình đi du lịch được đâu cả nhà. Chờ khi nào mà mùa hè đó thì mới đi được thôi, cho nên ở đây ai có con nhỏ đó thì không có đi du lịch mà về ăn Tết ở Việt Nam được cả nhà. Đi là phải đợi mùa hè mới đi được. Còn như ai chưa có gia đình hay là hoặc có gia đình mà con cái đồ lớn hết rồi đó thì đi lúc nào cũng được ha. Ở phi trường thì lúc nào cũng đông đúc quá ha. Một người đi rồi người đi về, lúc nào cũng nhộn nhịp hết trơn. Ở trên lầu á cũng đông đúc lắm á, mà em thì đi ở phía dưới không là cả nhà. Thì vòng vòng hồi nãy giờ mỗi chỗ em quay chút xíu cho các bạn cũng sắp hết rồi đó. Các bạn ơi, về đến nhà rồi mà cái hoa ly nó làm khó nè cả nhà. Mở mình kéo hoài nó không có chịu đi ra nè. Chắc là dính quần áo gì bên trong á. Mình kéo kiếm nó khó nè. Đang chờ đợi á, coi có đồ ăn gì mà kéo xuống nó rất là lâu luôn á cả nhà. Đã về tới nhà rồi nè các bạn. Bây giờ là cả nhà ngồi xung quanh xem coi mở ra được đồ gì của bà con bên Việt Nam cho. Rất là vui luôn đó cả nhà. Mít gì nữa? Ủa sao cho? Chuẩn. Chán. Gì chồng? Muối. Dạ muối. Đi về Việt Nam giờ nói tiếng Việt ok rồi ha. Biết tiếng Việt rồi. Bánh tráng. Bánh tráng. What's that? I know. Đã soạn ra được bao nhiêu đồ ở bên Việt Nam mang về nè các bạn. Ở đồ này thì ở bên Việt Nam đã tặng cho đem về đây. Ở đây không có những cái đồ ăn này á, nên xách về được tới đây rất là vui và quý luôn á các bạn. Như là mứt dừa nè, bên đây mình đâu có đâu. Em ấy đi có một mình à, nên ký lô không có nhiều. Thì bên đó hãy cho mỗi cái một chút xíu. Cũng rất là vui luôn. Phè với cả nhà, đây là muối nè. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Bye bye cả nhà.